like a Hellcat. Rồi, hello, xin chào cả nhà nha. Nay em lại tiếp tục cho đây sang ông cả nhà. Nay bắt vô cái vườn cây nha, bắt hai ổ nha cả nhà. Đây nha, chích nổ đây, chích ổ nè. Mấy bên đó ổ nè cả nhà. Để em bắt ổ này trước rồi em qua quay ok cả nhà xem nha.
nha, để em tạm dừng em qua quay ổ kia cả nhà xem luôn nha. Rồi cả nhà, tới ổ thứ hai cả nhà. Méo này thì bị anh em ta cắt trước cả nhà, em cắt lại nha. Đây nha, ổ thứ hai nè. Vì anh em đã cắt lỗi cho em cắt lại cả nhà. Con này ít mặt cái này. Dạ đây nha, mệt quá, không có gì chứ, ít mệt quá cả nhà. Dạ, cho em xuống xuồng mua tiếp cả nhà xem nha. Rồi cả nhà, quả cả nhà mới xuống xuồng nè, trời ơi, hai cùng à. Trời ơi, không biết được nhiêu luôn cả nhà ơi.
Nửa xì xì cho có vậy cả nhà, hai ổ quá trời, anh em cắt mặt trước bự quá, mới cắt đầy nha, kệ đi cả nhà, có đỡ hơn không nha cả nhà. Đó, tiếc ghê, dù sao anh em à. Thôi rồi, em xin kết thúc clip ở đây nghe cả nhà, hẹn cả nhà những video tiếp theo nha.